giúp người cũng cần hiểu biết. Puna là một thầy tu có đức hạnh và trí tuệ hơn người. Ông là đệ tử của Buddha. Một lần nọ, thầy xin Buddha để được đi truyền dạy chân lý cho một đất nước ở phương xa. Buddha biết rõ ở đó có nhiều khó khăn nguy hiểm, nên hỏi thầy nhiều lần có thực sự muốn đi không. Nhưng thầy Puna vẫn quyết tâm đi giúp người. Khi đến nơi, Ông quan sát thấy người dân rất nghèo, đất đai cằn cỗi nên ít quan tâm đến việc học tập. Khi thấy có người đến truyền dạy về chân lý, họ liền nhìn với cặp mắt kỳ quái. Thầy Puna biết rằng, ở một nơi lạc hậu như thế này, cần phải có một cách tiếp cận khác so với bình thường. Đầu tiên, thầy Puna học ngôn ngữ địa phương thật giỏi để có thể giao tiếp dễ dàng với mọi người. Rồi với tài y thuật sẵn có của mình, Thầy Puna thăm khám bệnh miễn phí cho rất nhiều người, không kể làng xóm xa xôi hay phải trèo đèo vượt suối. Nghe tin ở đâu có bệnh nhân là thầy đến cứu chữa. Người bệnh thấy ngài như vị cứu tinh, vì bệnh nặng đến đâu thầy cũng chữa khỏi. Khi uy tín của thầy đã lớn, thầy Puna bắt đầu dạy thêm cho người dân về đạo đức, về điều gì thiện, điều gì ác, về nguyên nhân gì sẽ sinh ra kết quả gì và làm sao để có được hạnh phúc bền vững? Chẳng bao lâu, người dân cả nước đều biết đến thầy, có đến 500 người bắt đầu xin thầy thu nhận làm học trò. Từ đó, trình độ tri thức cả nước ngày càng tăng và nhờ đó mà cuộc sống của người dân bắt đầu ấm no, hạnh phúc. Nhân dân cả nước đều rất cảm kích tấm lòng cao thượng và công ơn của thầy Puna đối với mọi người. Kết luận muốn giúp đỡ người khác, chúng ta cần rất nhiều công sức và sự kiên trì. Nhưng để giúp được người khác một cách trọn vẹn nhất, chúng ta phải có trí tuệ để biết rõ lúc nào nên giúp và giúp đỡ bằng cách nào tốt nhất.